Chào các bạn nha. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho các bạn một cái cách để chúng ta tự sửa những cái bóng đèn LED 220. Khi chúng ta đốt nó bị chập mạch hoặc là bị đứt LED nha các bạn. Trường hợp đang đốt tự dưng nó bị tắt đó. Chúng ta làm chúng ta phải chuẩn bị một cái chu đèn. Cái chu này mua chỉ có 5.000 thôi các bạn. Một cái chu cắm để chúng ta thử. Chặn vào là ta xác định. Khi thử xong thì chúng ta sẽ bỏ qua một bên. Kế tiếp là ta sẽ tháo cái chụp dưới của nó ra. Bạn dùng một cái đầu bịt dẹp hoặc là một cái gì đó giặt gì đó mỏng mỏng nha các bạn. Các bạn xem vô cái khe này, các bạn kéo. Trong đây nó có phủ một cái lớp keo nha các bạn, để kết dính giữa cái chụp với cái nắp trên. Ta kéo, kéo cho tới cái đoạn cuối cho nó bung keo. Khi nó bung, khi chúng ta kéo giáp mấy cái bung keo rồi, chúng ta sẽ dùng tay chúng ta sẽ xay. Chúng ta sẽ lấy nó ra. Cái bóng này của chúng ta nó đang bị chập LED thì nó đang bị cháy nè các bạn. Nó nổ LED nè, bị đen xì luôn. Bây giờ nhiệm vụ của chúng ta là xác định được những cái LED nó bị hư. Cái phần này thì nó nổ như thế này thì chúng ta dễ xác định rồi. Những cái trường hợp mà nó không nổ, bạn quan sát kỹ con LED nào nó bị có cái đốm đen, nghĩa là nó đã bị chập nhưng mà nó không nổ đó, thì các bạn tiến hành, các bạn thử bằng cái cách chúng ta đo ôm, hoặc là chúng ta sẽ xác định bằng mắt thường. Những cái bóng mà nó bị có đốm đen đó là những cái bóng nó thường hay bị chập đó các bạn. Các bạn tách nó ra. Đồng thời các bạn cũng có thể đo ôm nó. Các bạn bật về cái nắp đo thông mạch. Một đầu của chúng ta sẽ đặt vào. Vào bên cái cực LED bên bên âm, và một đầu ta sẽ đặt vào cực LED bên dương. Khi cái LED nó còn sống nó sẽ cháy như gì này các bạn. Các bạn tiến hành, các bạn phải đo từ cái. Cái nào còn sống thì chúng ta sẽ đo tới cái khác, tới cái mà nó bị chập, nó chết rồi, nó không có dấu hiệu đen nữa các bạn. Các bạn tách nó ra và các bạn sẽ sử dụng cái mỏ hàn và chì các bạn đấu trực tiếp. Nếu các bạn nào có LED mới thì các bạn có thể thay. Nó cũng có nhiều cách, một là các bạn đấu trực tiếp, hai là các bạn đấu qua một cái con diod. Trường hợp các bạn kiểm tra về cái phần nguồn á, khi chúng ta ghim vào mà mấy cái phần mắc LED này chúng ta không thấy nó phát hiện cái dấu hiệu bị hư hỏng, thì chúng ta sẽ đo ở hai cái cực âm dương này, nó phải có điện từ khoảng 100 mấy chục volt trở lên nha các bạn. Tại vì mấy con LED này nó mắc nối tiếp với nhau nè, mỗi con là 3 volt. Khi nó hư một con trong số này thôi là nó sẽ không cháy nha các bạn. Giờ chúng ta sẽ tiến hành hàn nó. Cách dễ nhất là các bạn sẽ hàn chập nó lại với nhau, cũng giống như là một cái sợi dây bắt quay đó các bạn.
khi các bạn hàn nó dính lại với nhau thì cái mạch điện của chúng ta nó mới kính mạch nó mới cháy nha các bạn. Sau khi hàn xong thì các bạn sẽ tiến hành các bạn gắn vào các bạn thử. Khi sửa xong nó sẽ cháy này các bạn. Thì chúng ta sẽ tận dụng lại được những cái bóng led mà nó bị hư, trường hợp hư nhẹ như thế này thì chúng ta có thể tái sử dụng lại được, mà không có cần phải tha mua cái bóng led khác nha các bạn. Đặc biệt là những cái bóng led mắc tiền, do cái điện lưới của chúng ta không ổn định đó các bạn, cho nên nó có những cái xung mà cái xung cao á, cái xung đỉnh nó sẽ làm cho cái led của chúng ta nó bị hư nha. Vì thế cách này chúng ta sẽ áp dụng ở trong nhà của chúng ta khi có những cái vật dụng bóng đèn đã bị hư. Các bạn cứ làm theo cái cách này của tôi lại thì các bạn sẽ tái sử dụng lại được một cách rất là ngon lành. Quá ngon luôn các bạn, không phải tốn tiền. Video clip của tôi đến đây xin được tạm dừng. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip tiếp theo.